tinh, bật năng lượng, sống bứt phá. Khi tham gia cuộc đua thì điều đầu tiên chúng tôi nghĩ tới là được du lịch miễn phí. Vượt qua thử thách của bản thân chắc là sẽ rất là vui, sẽ rất là khó. Để cho mọi người thấy rằng là mình không bánh bèo như là mọi người nghĩ. Giai đoạn kinh khủng nhất của cuộc đua đó là trên đường về đích ở trạm Hội An. Lúc đó thì chỉ muốn bóc cổ được rồi. Bằng cái thử thách mới tấm ván, cái lúc mà hai con ma mút phải lơ lửng cái bụng. Cái sự kinh khủng chỉ được lên trên TV cỡ khoảng chừng 10% của sự thật thôi. Có quá nhiều giây phút cảm động. Phải cố gắng ăn thật nhiều, tại không biết là lúc nào bị bỏ đói. Thì Hải Băng mới thấy là như chạy hết nổi rồi, chạy mệt quá rồi. Cho nên Hải Băng mới nắm tay vừa kéo như vậy đó. Mình không biết mình sẽ gặp những con thú gì. Không có một đêm nào là không nằm mơ thấy mất thư. Là một giấc mơ, mình tự chinh phục bản thân của mình. Chưa có một lần nào mà hai đứa bỏ cuộc bất kỳ một cái thử thách nào. Điều sẽ quyết định chiến thắng trong cuộc đua là sự quyết tâm của mình, là sự nhẫn nại của anh Hải, sự hiểu lẫn nhau, đó là tinh thần đoàn kết, luôn cố gắng hết sức. Đến con, cố lên. Cố lên mẹ ơi. Chặng cuối là một chặng đua, ngày nào đội nâu cũng stress. Rất là vui, rất là mệt. Căng thẳng, quyết liệt. Rất căng thẳng. Chúng tôi là đội nâu, chúng tôi là đội cam, chúng tôi là đội xanh. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi điều trong chương trình cuộc đua kỳ thú. Just ask me. Bật năng lượng, sống bứt phá.